Chiều ngày 15 tháng 8, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Kiến An tổ chức chương trình nghệ thuật giới thiệu các ca khúc sáng tác về Kiến An hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập quận 29 tháng 8 năm 1994, 29 tháng 8 năm 2024. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận. Cùng dự có đại diện các sở ban ngành thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo quận, các đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận, quận, đại biểu Hội âm nhạc thành phố, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố, Hội nhạc sĩ Hải Phòng, nhạc sĩ Xuân Trí. Tại chương trình, các đại biểu đã lắng nghe tâm tư tình cảm của nhạc sĩ Xuân Trí, nghệ sĩ ưu tú Nhật Thuận, ca sĩ Minh Thành về Kiến An, nguồn cảm hứng để viết nên những vần thơ sai điệu âm nhạc xa diết sâu lắng về đất và người, mảnh đất này chương trình nghệ thuật gồm màn múa chống hội đầy hào hứng cùng các tác phẩm sáng tác về kiến an như kiến an đất lành yêu thương nhạc và lời nhạc sĩ xuân trí kiến an yêu thương thơ nghệ sĩ ưu tú nhật thuận nhạc minh thành kiến an nắng về muôn nơi thơ nghệ sĩ ưu tú trung hiếu nhạc xuân trí Mời anh về kiến an cùng em sáng tác nhạc sĩ Xuân Trí do các nghệ sĩ ca sĩ Đoàn Văn Công quân khu biểu diễn. Các tác phẩm sáng tác về kiến an có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, những thành tựu to lớn mà đảng bộ quân và dân quận kiến an đạt được trong thời kỳ đổi mới. Qua đó phản ánh những nét đặc trưng tiêu biểu trong đời sống kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, thể hiện quá trình xây dựng cuộc sống mới, con người mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó thúc đẩy phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng sâu rộng trong nhân dân. Chương trình nghệ thuật giới thiệu các ca khúc sáng tác về Kiến An nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức lòng tự hào về quê hương Kiến An cổ vũ động viên nhân dân quận phát huy ý chí tự lực tự cường khát vọng phát triển ra sức phấn đấu xây dựng Kiến An ngày càng giàu mạnh văn minh đồng thời góp phần giới thiệu quảng bá với du khách về tiềm năng du lịch của địa phương kêu gọi đầu tư phục vụ hiệu quả hoạt động giới thiệu giao lưu về phát triển kinh tế văn hóa xã hội của quận mặt khác tạo điều kiện cho các cá nhân đặc biệt là những hạt nhân sáng tác ở địa phương phát huy khả năng trau dồi học tập kinh nghiệm về sáng tác đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng 8, tháng 9 lịch sử, kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023, kỷ niệm 29 năm ngày thành lập quận Kiến An, 29 tháng 8 năm 1994, 29 tháng 8 năm 2023.